Bài này chúng ta sẽ làm một cái ghế công viên như thế này trên Blender. Đây là một bài khó ha. Chúng ta làm chúng ta thấy va vấp rất nhiều, thành ra tôi phải làm clip lại. Chúng ta mở Blender lên. Tôi sử dụng Blender 4.0. Chúng ta bấm vào đây. Rồi, như vậy thì tôi sẽ làm một cái thanh đơn vị. Ở đây chúng ta có một cái thanh đơn vị như thế này ha. Sau đó chúng ta cho nó trượt qua một cái đường khơ này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ set nó cho nó là chiều ngang của cái y là 2m, chiều ngang của cái x là 0.1 ha. Rồi, cái này là 2m, cái này là 0.02. 0.02 đó là cm đó. Rồi, đó, chúng ta đã có được cái thanh này, chúng ta để nguyên đó ha. Rồi, bây giờ chúng ta mới sử dụng cái curve để chúng ta làm đường dẫn Bezier. Rồi, như vậy thì các bạn lưu ý là cái curve này khi chúng ta click ha, chúng ta thấy được cái điểm origin của nó nằm đúng ngay chỗ cái góc tọa độ nè. Chúng ta để nguyên cái đó ha. Chúng ta đừng có thay đổi cái góc cái điểm này. Chúng ta thay đổi cái điểm này là một hồi chúng ta sẽ bị sai rất nhiều. Rồi, chúng ta vào cái chế độ edit mode của nó. À, như vậy thì cái bezier này nó đang nằm ở ba chiều như thế này ha. Bây giờ chúng ta sẽ đưa về cái mặt phẳng x này để chúng ta gò nó. Như vậy tôi chọn cái này, tôi cho cái y này bằng 0. Rồi, như vậy thì nó đã nằm trong đây rồi. Và bây giờ tôi có thể di chuyển nó ha. Ở đây chúng ta sẽ di chuyển, chúng ta bấm bên này. Nếu mà muốn di chuyển á, mà cái điểm này nó không có rời khỏi cái mặt phẳng x này thì chúng ta đừng có click vào cái gì dính dáng tới chữ y hết. Chúng ta click vào cái mặt phẳng này. Chúng ta di chuyển và di chuyển thoải mái ở đây. Như vậy thì nó sẽ di chuyển trong cái mặt phẳng này, không có là rời xa ha. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ di chuyển lên đây. Rồi, ở này chúng ta cũng sẽ di chuyển lên ha. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển cái này vô, ví dụ như vậy. Chúng ta sẽ di chuyển cái này vô. Rồi, như vậy ở đây chúng ta sẽ di chuyển cái đầu tiếp tuyến vô để cho nó đỡ cái bị gập ghềnh. Ở đây chúng ta di chuyển cái đầu tiếp tuyến vô, đó, ví dụ như vậy. Cho cái đầu tiếp tuyến vô. Rồi, như vậy ở đây mình sẽ có cái chỗ ngồi ha, ngay chỗ này. Như vậy chúng ta sẽ nối thêm một điểm ở đây nữa. Chúng ta bấm vào đây, chúng ta cho cái điểm E này. Bấm vào chữ E. Và khi các bạn mà di chuyển cái con trỏ thì nó sẽ tự động di chuyển và chắc chắn nó sẽ di chuyển lệch khỏi cái X. Chúng ta bấm cái X ha, thì nó sẽ di chuyển không có lệch khỏi cái X. Rồi, như vậy thì chúng ta sẽ bấm vào đây. Chúng ta sẽ có cái tiếp tuyến nè, chúng ta sẽ kéo cái tiếp tuyến xuống ha, ví dụ như vậy. Rồi, cái này chúng ta sẽ nhấn vào chữ bấm vào đây, chúng ta di chuyển cái này. Như vậy thì luôn luôn chúng ta sẽ di chuyển trong cái mặt phẳng X chứ không có chạy ra. Đây, tôi sẽ kéo cái này xuống. Rồi, đây chúng ta kéo lên ha. Như vậy là ở cái về cái phần mà mình nhìn thấy đó, mình thấy là nó cũng khá là ổn. Bây giờ chúng ta có thể là cho nó nhỏ lại, scale lại. Chúng ta cho nó scale lại. Tôi bấm vào đây, tôi cho nó ra cái object mode đi, ví dụ như vậy. Tôi cho nó scale lại. Như vậy thì khi cho nó scale lại, bạn thấy được rằng là cái scale nó nằm ngay chỗ này là đúng ha. Nó mà nằm ở chỗ khác là chúng ta sẽ bị sai. Rồi, ví dụ chúng ta scale lại cái này nó như thế này. Rồi đó. Rồi, bây giờ đã xong cái đường dẫn. Và bây giờ mình cho nó array cái này đi. Bấm vào đây. Mình cho nó, mình add cái modify, mình cho nó array ha. Rồi, mình sẽ cho nó là fit to count. Rồi đây mình tăng lên ví dụ mình tăng lên bao nhiêu đó tùy mình. Ở đây mình cho là 1.1. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó chạy trên cái đường này. Mình sẽ bấm vào cái Add Modifier này. Mình ngay chỗ Deform này, mình cho cái Curve. Rồi ở đây mình sẽ click vào cái Curve. Cái này ha. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó chạy lên đúng cái vị trí của cái bàn này. Nhớ là cái đường Curve này là cái origin của nó luôn luôn nằm ở đây ha, không có sai lệch.
Còn nếu nó sai lệch thì lúc đó chúng ta làm nó sẽ bị sai. Rồi, bây giờ tôi sẽ làm cái chân. Và chúng ta có thể chọn cái khơ chúng ta tách nó ra. Đây chúng ta cái bezier nè. Ha. Đây chúng ta có cái bezier đây nè. Chúng ta nhấn cái Shift D. Sau đó chúng ta Enter. Như vậy chúng ta có thể mua nó ra đây. Như vậy cái này mình sẽ làm cái phần cái bệ đỡ ha. Tôi để cái đó, tôi làm sao. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái chân đó. Ở đây chúng ta có cái chân nó như thế này. Chân nó như thế này. Như vậy mình chỉ cần vẽ một chân thôi. Rồi mình nhân nó ra. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ add một cái curve khác. Bezier một cái curve khác ha. Rồi cái curve này mình sẽ vào cái edit mode của nó. Rồi như vậy thì tôi cũng tương tự giống vậy. Tôi chỉ vẽ cái này thôi. Thành ra tôi không muốn thấy những cái này. Tôi có thể bấm dấu xuyệt, tắt mở nè, thì nó vô cái chế độ phân lập ha. Nghĩa là chỉ có mình nó thấy thôi. Mình làm xong xuôi rồi mình sẽ cho những cái khác thấy vô. Ở đây thì tôi có thể là tôi cho tất cả nó vô một cái mặt phẳng này. Thì mình có thể mình chọn cái scale này. Mình kéo cái y ha. Rồi cái sau đó mình ngay chỗ resize này, mình cho cái y nó bằng 0, tất cả đều vô hết. Ok. Rồi chúng ta sẽ di chuyển lên. Chúng ta có cái này, chúng ta sẽ di chuyển lên. Di chuyển qua đây. Bấm chữ X này, chúng ta di chuyển qua đây. Chuyển đâu cũng được ha. Cho bên đây. Rồi ngay chỗ này chúng ta sẽ nhấn chữ này, chúng ta cho nó cái này lên nè. Rồi chúng ta sẽ di chuyển cái này vô. Di chuyển này vô. Và cái này vô ha. Như vậy thì mình cứ ráp ngay chỗ cái ô vuông mà xanh lá cây này thì nó sẽ không lệch. Bây giờ tôi ráp cái này, tôi cho nó xuống đây. Rồi cái này nó là cái xương sống nè. Rồi cái này nó sẽ là bình thường ha. Cho cái này vô đây. Rồi, cho cái này vô đây. Rồi, như vậy thì cái này nó như thế này. Cái này như thế này. Đó. Rồi tôi kiểm tra cây nó có nằm trong mặt phẳng không. Thấy ok. Rồi bây giờ tôi mới cho cái điểm kế tiếp. Mình bấm chữ E. Mình bấm chữ E xong cái mình bấm chữ X hay là điểm kế tiếp nó không có lệch khỏi cái mặt phẳng này. Đó. Rồi sau đó chúng ta có thể điều chỉnh nó tiếp theo ở đây. Rồi chúng ta bấm ở đây. Bấm đây. Ta sẽ cho nó lên, quẹo qua đây, cho nó xuống. Rồi ngay chỗ này mình sẽ cho nó cân lại, ví dụ vậy ha. Đó ha, vì thì nó sẽ đúng cái vị trí của nó hơn. Đây. Rồi cái này muốn cho nó đẹp đẹp thì chúng ta sẽ cho cái này nó thu lại, rồi cho cái này nó qua đây, ví dụ vậy. Rồi ok. Rồi như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có thêm nữa. Bấm vào chữ E và chúng ta bấm chữ X. Rồi ở đây chúng ta mới di chuyển xuống. Rồi bây giờ chúng ta xoay cái này. Xoay cái này. Rồi ở đây chúng ta sẽ cho nó bước vào đây. Nó vấn đề của nó là nó bị cái này, thành ra nó hơi xíu xéo chút xíu. Đó, nó đẹp rồi đó. Rồi mình đưa cái này quay vô, cho cái này nó quay vô ha. Xoay vô chút xíu nhẹ. Rồi thì chúng ta sẽ đưa vào. Tương tự cái này cũng vậy. Cái này cũng vậy. Chúng ta sẽ đưa vào đây. Rồi sau đó chúng ta nhấn chữ E, chữ nhấn chữ X. Rồi chúng ta mới di chuyển lên. Cẩn thận là chúng ta có chừng chúng ta đích lộn lên trên cái trục Y là nó sẽ lệch ha.
Tất nhiên là chút xíu nữa chúng ta cũng có kiểm tra lại, không sao hết. Đây, chúng ta kéo cái này vô đây. Rồi, chúng ta kéo nó vô đây ha. Vấn đề nó mới méo là do anh này nè. Do anh này. Rồi, ở đây mình có thể cho nó bằng bằng chút xíu, mình cho nó cái tiếp tuyến này nó nằm ngang đi. Rồi, mình cho cái này nó, cái vị trí X của Z của nó bị âm nè, cho nó lên xuất không. Rồi, như vậy chúng ta di chuyển vào đây, ví dụ vậy. Anh này di chuyển vô, cho nó đẹp đẹp ha. Cái này có vấn đề ở chỗ này. Rồi, cái này cũng có vấn đề ở chỗ này. Rồi, cái này cũng có vấn đề ở đây. Cái này. Đó, ta kéo lên cho nó đỡ đỡ chút xíu. Rồi, ok. Như vậy chúng ta đã có cái chân rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thoát ra ngoài cái object mode. Rồi, bây giờ chúng ta bấm dấu xuyệt để chúng ta trả về cái chơi cái trả về cái ghế ha, hiển thị ha. Giờ tôi đang chọn cái này, tôi cho nó ra rồi này. Rồi, như vậy chúng ta sẽ cho nó vừa vô trong đây ha. Cho nó scale lại đi. Cho nó scale lại. À, nó nằm cái vị trí này, thành ra mình scale lại thì nó luôn luôn là nó sẽ scale theo cái phần này. Rồi, bây giờ mình di chuyển nè. Để mình scale nó lại nè. Ok. Rồi tôi cho nó dày lên ha. Tôi cho nó dày lên. Chúng ta bấm vào cái curve này. Chúng ta vào cái curve này. Chúng ta vào cái geometry. Chúng ta cho cái bevel này, chúng ta cho cái đít nó dày lên chút xíu. Như vậy ha, và chúng ta có cái thịt ha. Rồi cái này cũng vậy ha. Cái này chúng ta cũng cho nó dày lên. Đó, ví dụ như thế ha. Rồi cái này mình sẽ cho nó thấp xuống chút xíu, để chút xíu mình làm cái bệ đỡ cho anh này. Hoặc là chút xíu nữa mình cho anh này lên. Rồi, như vậy thì ở đây tôi cho nó scale xuống chút. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ coi cái vị trí của anh này là Y nó là bằng trừ 1, 1 ha. Ở đây mình sẽ cho nó là trừ 1 đi. Trừ 1 đi ha, là đúng cái phần của cái ghế. Như vậy cái này cũng trừ 1 luôn đi. Đây, cho nó trừ 1 luôn. Và nó áp vô đúng cái chỗ đó luôn. Rồi, như vậy thì cái Y hai cái nó nằm đúng rồi đó. Rồi, bây giờ mình sẽ nhân cái này ra. Trong cái trường hợp này á, thì chúng ta sử dụng cái Instant. Đây. Như vậy thì thay vì mình ship A thì mình là alternate A ha. Mình duplicate link nè, để chút xíu mình thay đổi nó cho nó dễ hơn ha. Như vậy thì bấm ở đây, chúng ta bấm cái chữ X. Đó, như vậy đây, ngay chỗ này. Rồi bây giờ mình cho nó xoay. Như vậy thì nó xoay quanh chữ Z này 180 độ. 180 ha. Cho kéo về đây. Ví dụ như vậy. Và chúng ta có cái chân ghế này. Rồi trường hợp nữa là mình có thể chọn cái này và cái này. Rồi chúng ta cũng có thể là cho nó là duplicate link ha.
Rồi mình nhấn cái chữ Y. Nhấn chữ Y. Như vậy là mình qua bên đây. Ví dụ đưa vào đây, tôi lấy ví dụ vậy. Ăn vô một chút. Rồi cái này cũng vậy, cho nó ăn vô một chút. Rồi chúng ta coi cái kiểm tra là ở cái chế độ Bright. Rồi như vậy thì cho cái này xích lên chút nè, hoặc cho cái này vô chút. Rồi cái anh này anh sẽ vô một chút xíu. Tắt cái này đi ha. Rồi như vậy bấm lên và chúng ta mở nó lên. Rồi vô cái chế độ Bright, cho nó vô một chút xíu. Ok. Rồi phần còn lại là mình cho cái bệ này nó lên trên. Thì cái bệ này á, mình vẫn muốn cho nó dính với lại cái khơ ở đây. Thành ra mình vừa chọn cái bệ vừa chọn cái khơ luôn ha. Rồi mình cho nó lên. Rồi vậy chúng ta có cái ghế rất là đẹp và nó có bệ đỡ ha. Đó là cái ghế.